Theo kết quả giám sát dịch bệnh, trong 3 tháng qua, tại 3 trên 9 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Điện Biên đã phát hiện các trường hợp viêm phổi do nhiễm virus cúm A H1N1 và đã có 5 trường hợp tử vong do nhiễm virus cúm A H1N1. Các 5 trường hợp này đều được lấy mẫu, gửi về Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương xét nghiệm, trần đoán nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm các mẫu này đều dương tính với virus cúm A H1N1. Trước tình hình trên, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên tăng cường giám sát các trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính nặng tại cơ sở điều trị, đặc biệt chú ý đối với các trường hợp mắc bệnh cúm trong nhóm nguy cơ cao như phụ nữ có thai, người mắc bệnh mãn tính, người già trẻ em, vân vân, nhằm hạn chế thấp nhất các trường hợp tử vong.